Dưới 2 tỷ nhận nhà xây mới 4 tầng tại quận Hà Đông mà sổ đỏ đầy đủ thì còn có không hả Ngọc Ánh? Có nha anh chị nhá. Với cái video này Ngọc Ánh sẽ review cho quý vị dự án đúng một căn nhà giá dưới 2 tỷ rất là rẻ, hợp lý. Quan trọng nhất là tất cả sổ đỏ pháp lý, giấy phép xây dựng cụ thể và đồng thời nó thuộc quận Hà Đông. Với cái căn nhà này diện tích 33m², thiết kế 4 tầng, gác lửng hiện đại, ngõ trước nhà 2m, cách 50m là ra tới đường ô tô. Và căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết. Theo như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Thiết kế chỉn chu, công năng sử dụng đầy đủ cho một hộ gia đình. Với phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là lớp cửa sắt kéo, bên trong là lớp cửa gỗ nha mọi người. Đây, toàn bộ là lớp cửa gỗ rất là chắc chắn và an toàn. Giá thì dưới 2 tỷ đồng. Phần giá ngoài sẽ để dưới phần miêu tả cho quý vị. Với cái căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Bắc nha quý vị. Đồng thời ở đây thì có cho quý vị hướng Tây Nam nữa. Và mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể căn 33m mà giá hợp lý, sổ đỏ lại đầy đủ. Với căn nhà này quý vị trả trước 700 triệu đến 800 triệu đồng tiền mặt là đã có thể nhận và sở hữu ngôi nhà này. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa 30 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất cực kỳ là ưu đãi đến từ những ngân hàng uy tín nhất nha mọi người. Phần ngoài năng đứng tầng 1 của ngôi nhà để xe. Đó, ngăn cách giữa cầu thang, cửa chính có một cái vách lam gỗ ở đây. Đó, với cái căn nhà này thì Ngọc đã chia sẻ rồi, gác lửng thiết kế hiện đại ở phòng khách ở trên tầng 2. Còn đây chỉ là phần để xe máy và phòng bếp thôi. Đây là không gian phòng bếp. Toàn bộ không gian phòng bếp ở đây đều đã được thiết kế cho quý vị đầy đủ. Đó, với cái phần phụ kiện bếp này đều xong hết rồi. Tủ bếp thiết kế ở đây là tủ gỗ MDF chống cong vây, chậu rửa, vòi rửa chất liệu inox 304, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Hình thức thì xây theo nhà liền kề, tuy nhiên tường riêng, móng riêng, cột riêng. Tất cả những cái nhà như thế này thì đa phần chủ nhà đều có quay lại những cái quá trình làm từ móng, cột cho đến đổ dầm mọi thứ, nên mọi người hoàn toàn yên tâm nhé. Đó, đây là phần không gian phòng bếp. Quý vị có thể kê cho Ngọc Ánh một bộ bàn ăn 6 ghế ở đây, rất là hợp lý. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Với căn nhà này cụ thể đi lại giao thông thuận tiện, phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông. Vị trí của nó thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và tất nhiên sổ đỏ lúc nào cũng phải chuẩn chỉnh, giấy phép chuẩn chỉnh. Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại với quý vị như vậy, bởi vì có một số khách hàng hỏi em rằng với cái tầm tiền đấy thì chỉ xây được cái nhà không thôi, chắc là còn chưa có tiền đất. Không nha mọi người, giá này là bao gồm cả nhà và đất 4 tầng xây mới đấy. Ngoài ra tầng 1 thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1. Lại quay trở lại với cái vị trí. Với cái vị trí này gần với gì ạ? Gần với bến xe Nghĩa này, gần với trường đại học Phenica này, gần với khu đô thị Đô Nghĩa này, gần với lại bến xe Yên Nghĩa thì gần với tuyến đường sắt trên cao này. Phạm vi bán kính 5km quay đầu chợ trường phường trạm, rồi là trường cấp 1, cấp 2 mầm non tiểu học đầy đủ hết ở xung quanh nhà nha mọi người. Đó, và hệ thống thang viện cầu thang của ngôi nhà thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Sau đây ngoài xin mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Phong cách mới nhất hiện nay đó là thiết kế phòng khách riêng biệt so với tầng 1. Thì đây, căn nhà này đáp ứng được đúng cái phong cách thời điểm bây giờ. Với cái phong cách gác lửng, hệ thống trần thạch cao ở phần phòng khách của ngôi nhà rất là thoáng. Thiết kế đây cho quý vị một cái tủ kệ nữa, hợp lý, hài hòa. Giật cấp lên trên này, thiết kế cho quý vị một phòng khách, một phòng vệ sinh. Tất cả cái công năng sử dụng với cái diện tích tuy nhỏ nhưng thiết kế hợp lý mọi người ạ. Đây, cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, hệ thống trần thạch cao đều được lắp đặt đầy đủ. Giá bán bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn với quý vị có nhu cầu. Tất cả hệ thống cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Đấy, phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2 đây, rất là rộng, được ốp gạch 30-60 lên trên tới tận trần luôn. Ở hệ thống quạt hút mùi, lavabo, bồn cầu liền khối, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh. Với cái không gian phòng vệ sinh này rất là rộng nha mọi người. Điện, nước được thiết kế riêng biệt, hồ sơ điện, hồ sơ nước từng căn.
Điện thì sử dụng điện lực EVN Hà Nội và nước thì sử dụng nước sạch sông Đà mọi người nhé. Mời người theo em lên khảo sát các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ tháng trước, tháng sau. Như vậy, lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà, căn nhà này có tổng 3 phòng ngủ. Phòng ngủ nào cũng có ánh sáng, cửa sổ thông thoáng. Căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Bắc. Ngoài ra ở vị trí này thì có căn nhà hướng Tây Nam, có căn nhà lô góc quý vị nhé. Căn đấy thì Ngọc Anh sẽ làm một cái video khác để gửi tới cho quý vị. Đây. Phòng vệ sinh sử dụng. Quan trọng nhất là giá. Tiếp theo đến vị trí. Cái giá thành bất động sản quyết định lên vị trí gần hay xa. Với cái bất động sản ấy mọi người, thì nhiều khi mọi người chấp nhận với cái tầm tài chính của quý vị có thể đi làm gần xa 10-12 cây bây giờ ở Hà Nội nó là rất là bình thường. Hơn nữa quan trọng nhất là tiện ích chợ trường phường trạm, con cái đi học hành xung quanh gần với nhà, gần với việc đưa đón. Và mời quý vị đưa em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Ở đây chủ nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Với tầng 4 thiết kế cho quý vị như sau. Phần ngoài năng đứng ở đây đã thiết kế cho quý vị phần để máy giặt nhé. Đây, đầu chờ sàn thoát nước, điện vào. Tiếp theo, một phòng riêng quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ. Này, phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng. Và phần còn lại, sân phơi. Với một căn nhà diện tích nhỏ, thật sự luôn quý vị ạ. Với diện tích 30-33m, không phải quá lớn nhưng bù lại cái thiết kế, cái công năng sử dụng của chủ đầu tư thiết kế thì rất là ổn. Và đây là cái phần sân phơi của ngôi nhà, rất là phù hợp với một hộ gia đình thiết kế được tới 4 tầng, 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng để xe riêng. Giá thì chỉ chưa đến 2 tỷ một căn. Vậy thì mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, muốn được đi xem nhà thực tế thì liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983 043 403 hoặc 0888 044 444. Ngọc Ánh chỉ sử dụng duy nhất hai số điện thoại này thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video sau.